Mặt nạ phép thuật. Ngày xưa, trong một vương quốc hạnh phúc, cai trị bởi một quốc vương hạnh phúc, nhưng có người không cảm thấy hạnh phúc. Không. Con yêu, lục lạc này là thứ con thích mà. Lục lạc vàng, vàng. Mang một cái lục lạc vàng đến nhanh lên. Đó là hoàng tử Dalin. Từ khi còn nhỏ, những sở thích và yêu cầu tùy hứng của anh ấy đều được đáp ứng. Đưa cho ta đôi ủng lớn hơn đi. Thưa điện hạ, đôi ủng cần phải ôm chặt để... Sao? Được thưa điện hạ. Wow, nhìn thật tuyệt vời. Thật tuyệt. Ta biết. Buổi tập cưỡi ngựa lúc đầu có vẻ suôn sẻ. Tuy nhiên, thưa điện hạ, có chuyện gì vậy? Đội ủng này, chúng quá lớn để ta ra hiệu được cho con ngựa. Là lỗi của thợ đóng vậy. Hả? Dalin không bao giờ chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của mình. Do lúc nào cũng không hài lòng, anh ấy luôn mang một vẻ mặt cau có. Theo thời gian, vương quốc mất đi người cai trị yêu quý của họ. Và khi Dalin lên ngôi thay thế, vương quốc ngày càng suy tàn. Thưa bệ hạ, các bệnh viện cần nhiều tiền hơn. Ê, sao ngươi cứ làm ta lo lắng? Ta cần phải ra trận. Nữa sao? Nhưng các bệnh viện... Được, đây, đi đi. Một buổi tối, Dalin và người của anh ấy đang đi qua một vương quốc khác. Là một lễ hội. Chúng ta sẽ một chút không? Muốn làm gì thì làm, ta cần nghỉ ngơi. Lễ hội thật tưng bừng. Mọi người nhảy múa và hát theo điệu nhạc hân hoan. Dalin nhìn mọi người một cách u ám. Đó là ai? Ôi, đó là công chúa Viola. Cô ấy được biết đến như là người dễ thương nhất từng tồn tại. Nhưng chúng tôi đều biết danh tiếng của cô ấy. Danh tiếng của cô ấy? Cô ấy hòa nhập với thường dân quá mức, thưa bệ hạ. Nhìn cách cô ấy nhảy múa thân thiết với họ đi kìa. Chuyện đó thì sao? Hoàng gia không chấp nhận điều đó. Nghe mọi người nói vậy. Ồ, lại đây, uống đi. Đi thôi. Dalin lặng lẽ đi về nhà. Ánh hào quang của Viola vẫn tỏa sáng trong tâm trí anh. Khi về đến, anh ấy tìm gặp cố vấn hoàng gia của mình. Ta muốn kết hôn. Sao? Ta gặp một nàng công chúa vài ngày trước. Viola, cô ấy xinh đẹp và quyến rũ. Và cách cô ấy nhảy. Viola, để ta xem cô ấy có đón ta không. Chuẩn bị xe ngựa để đi đến đó. Lệnh của Dalin luôn phải được tuân theo ngay lập tức. Không bao lâu, xe ngựa đã sẵn sàng. Quà đã được chất lên. Và anh ấy mặc những trang phục thời trang lịch lãm nhất. Thấy ta sao? Lộng lẫy, thưa bệ hạ. Ta sẽ tự mình đánh giá. Ôi trời, công chúa Viola sẽ không thể nào rời mắt khỏi ta. Anh ấy nghĩ về Viola, đôi mắt và khuôn mặt tươi cười của cô ấy, và đột nhiên để ý đến chính mình. Mặt của ta thật khó chịu. Người nghĩ sao? Ồ không, thưa bệ hạ, mặt của người rất tuyệt vời. Dalin cố gắng mỉm cười nhưng không thể. Quốc vương cảm thấy suy sụp. Anh ấy chưa từng để ý xem khuôn mặt mình u ám ra sao cho đến tận bây giờ. Tốt hơn hết ta nên đến gặp Hello ngay lập tức. Chỉ ông ấy mới có thể làm gì đó. Hello là pháp sư của vương quốc. Ông ấy từng là bạn tốt của quốc vương trước đây và hiện đang cư ngụ ở những bụi rậm trong rừng. Hello. Hello. Đây. Ta già rồi nhưng ta không có điếc. Ta cần nhờ một việc gấp lắm. Mỉm cười một lần được không? Ôi, phải rồi, ngài không thể. Đó là lý do ngài đến đây không phải sao?
Sao ông biết được? Ta là một pháp sư thưa ngài. Còn sao nữa? Ta đã nói với cha ngài chuyện này sẽ xảy ra, nhưng ông ấy không nghe. Giờ thì nhìn đi, ta phải chỉnh sửa gì đây? Ông quá thô lỗ. Ngài bực tức quá rồi. Giờ thì ta không thể làm gì với cơ thể của ngài được. Nhưng ông là một pháp sư. Ta đã già rồi. Ta có thể làm một cái mặt nạ cho ngài, một mặt nạ có vẻ ngoài dễ chịu. Ông định làm ông làm gì vậy? Ôi, chỉ là lấy số đo thôi. Để xem ta có thể làm gì. Voila, là đẹp quá phải không? Không hẳn vậy. Mặt nạ này có phép thuật. Nó sẽ vừa với khuôn mặt của ngài một cách hoàn hảo và sẽ khiến ngài nhìn giống như một người dễ thương nhất trên thế giới. Thật tuyệt vời. Tuy nhiên, có một vài quy tắc ngài phải cố gắng đối xử tốt và lịch sự nhất có thể với bất kỳ ai. Không bao giờ nói một cách thô lỗ. Sự tiêu cực đó sẽ làm tan vỡ mặt nạ. Vậy là quá nhiều rồi. Ngài muốn có được công chúa hay không? Được, ta sẽ làm vậy. Tốt, giờ chúng ta bắt đầu. Mặt nạ đã biến Dalen từ một người hay hờn dỗi trở thành một quý ông nổi bật nhất. Wow, ông làm được rồi. Đây là phần thưởng của ông. Cảm ơn. Giờ thì đi tìm công chúa đi. Chú ý lời khuyên của ta và tạm biệt. Ngài làm phiền ta đủ rồi đó. Đi đi đi. Quốc vương nhanh chóng đi đến vương quốc của Viola. Tuy nhiên, Viola đang gặp khó khăn. Để ta nói thẳng, ngài yêu ta và muốn lấy ta, nhưng ngài cũng muốn ta thay đổi bản thân mình sao? Thì nếu nàng cưới ta thì nàng không được hòa nhập với thường dân nữa. Đó là hành vi khá khó coi đối với hoàng gia, thưa công chúa. Ta hiểu rồi. Cận vệ. Vậy là đồng ý hay không, công chúa? Tất cả họ đều giống nhau. Có gì sai khi hòa nhập với mọi người? Họ là người của ta, ta phải chăm sóc họ. Người cầu hôn thật thô lỗ, thưa công chúa. Amber, có phải ta đang làm điều sai trái không? Không đâu. Bản chất tốt bụng và cởi mở của người là điều giúp vương quốc này thăng hoa và hạnh phúc. Đừng nghi ngờ bản thân. Cảm ơn Amber. Cả hai cùng ra ngoài đi dạo và đụng ngay phải Dalen. Ta xin lỗi, ta đã không... Công chúa, người có sao không? Phải, ta vẫn ổn. Ai đây? Ngày ấy là quốc vương Dalen. Ngày ấy đến đây để... Sao? Để hỏi xem nàng có muốn lấy ta làm chồng hay không. Ồ không, thêm một người nữa sao? Nghe đây, ta đã thấy nàng khiêu vũ tại lễ hội đêm hôm trước với người dân của nàng. Ngày ấy cũng giống vậy. Nàng rất rạng ngời, kể từ đó ta đã dành trọn trái tim của mình cho nàng. Viola rất ngạc nhiên, chưa có ai từng nói vậy với cô ấy. Thật khá thích người này, thưa công chúa. Được rồi, ngài thu hút được ta rồi, đi với ta. Hai người đã nói chuyện hàng giờ liền. Dalen rất ngạc nhiên về việc anh ấy thay đổi rất nhiều khi ở bên cạnh Viola. Anh cảm thấy hạnh phúc, họ đi đến đâu anh ấy đều thấy lòng tốt luôn đi theo với Viola. Ô, xem kìa. Không bao giờ nói một cách thô lỗ. Sự tiêu cực đó sẽ làm vỡ tan mặt nạ. Cẩn thận, cô bé có thể tự làm mình đau đó. Ngài chắc là một quốc vương tốt bụng với thần dân của mình. Ta sẽ đến thăm một ngày nào đó. Chắc rồi, bất cứ lúc nào. Vào cuối ngày, cả hai hứa sẽ gặp lại nhau ở vương quốc của Dalen. Dalen vội vàng trở về, đầy lo lắng. Ôi không, mình nên lo liệu mọi chuyện trước khi trở về mới được. Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, giờ đây Dalen đã mỉm cười thân thiện với họ và bắt đầu xây dựng vương quốc của mình. Quốc vương đã thay đổi từ trong tim. Ơn trời! Mùa màng, cần phân bón tốt hơn nữa.
phải chi quốc vương? Hả? Quốc vương gửi lời chào đến tất cả những người nông dân chăm chỉ chúng ta. Cửa hàng ở đây đều đã xuống cấp, chúng ta cần xây dựng những cái tốt hơn cho người dân. Tất nhiên thưa bệ hạ. Dù mọi người bàng hoàng trước sự hào phóng đột ngột này, họ vẫn chào đón nó một cách nồng nhiệt. Vì vậy, khi Viola đến thăm vương quốc, mọi người đều mỉm cười. Mọi người ca ngợi ngài bằng những lời khen ngợi, ở đây ngập tràn sự hạnh phúc. Delin đưa Viola đi một vòng, cô ấy rất dễ hòa đồng và mọi người bắt đầu yêu mến cô ấy. Nhiều tuần trôi qua, Delin đã học được rất nhiều điều từ Viola. Anh ấy bắt đầu bị ảnh hưởng bởi lòng tốt của cô, và cô ấy đánh giá cao bản chất thẳng thắn và biết chấp nhận của Delin. Họ sớm quyết định sẽ kết hôn. Delin, ta rất vui được gặp ngài. Một người thật thà, trung thực và tốt bụng. Ồ, ta cũng rất vui khi được gặp nàng. Nhưng khi việc chuẩn bị bắt đầu, Delin cảm thấy phiền lòng. Anh cảm thấy mình đang lừa dối cô ấy. Chuyện này không ổn, mình cần phải gặp Hello. Vì vậy anh ấy lặn lội đường xa đến nơi ở của Hello. Thưa bệ hạ, chờ chút, ngài gõ cửa sao? Hello, ta cần sự giúp đỡ của ông, làm ơn. Làm ơn? Ngài đã thay đổi, ngài cần gì? Ta cần ông gỡ bỏ mặt nạ này ra. Sao? Nhưng rồi công chúa sẽ nhìn thấy khuôn mặt của ngài. Không sao, ta yêu cô ấy đến mức ta không thể nói dối nữa. Hello bị bất ngờ bởi sự ngay thẳng của Delin. Được rồi. Có tệ quá không? Không sao đâu. Cảm ơn ông đã giúp ta, Hello. Delin ủ rũ trở về cung điện. Delin, ngài đã làm gì đó với khuôn mặt của ngài sao? Nhìn thật tuyệt vời. Sao? Nàng nói sao? Delin nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu của mình, hoàn toàn không có vẻ mặt nhăn nhó. Mặt của anh ấy còn đẹp hơn cả mặt nạ. Chuyện gì vậy? Viola, ta cần phải thành thật với nàng. Delin kể với Viola mọi chuyện mà anh ấy đã làm và con người trước đây của mình. Delin, dù ngài có từng ra sao đi nữa cũng không quan trọng. Người mà ta biết chính là ngài ở hiện tại. Nhưng cảm ơn ngài đã thành thật với ta. Vậy thì nàng vẫn muốn kết hôn với ta sao? Tất nhiên rồi, đồ ngốc. Và như vậy, hai người họ kết hôn. Họ cai trị vương quốc của mình thật tốt để dân chúng vui mừng, hân hoan. Tình yêu, bất kể dưới hình thức gì, chỉ đúng khi có sự chân thật. Và đừng che giấu vết sẹo của mình. Yêu quý chúng vì chúng là một phần quan trọng trong con người thật của chúng ta.